everyone, my name is Hương and I'm from Miss Hoa Châu Ích. Xin chào bạn, cô xin tự giới thiệu, cô là Hương và cô đến từ Miss Hoa Châu Ích. Chào mừng các bạn đã đến với chuỗi lộ trình luyện thi TOEIC Reading trình độ 250 đến 500. Ok, và hôm nay chủ đề bài học của chúng ta sẽ là gì? Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu nhé. Chúng ta đều biết là trong 2 năm vừa qua thì đại dịch đã ảnh hưởng đến cuộc sống của rất là nhiều người. Và theo thống kê thì có đến 1,4 triệu người đã thất nghiệp trong 2021 bởi vì Covid-19. Đó, vậy thì bây giờ nếu mà cô muốn nói là rất là nhiều người đã thất nghiệp bởi vì đại dịch. Đó, thì câu này cô sẽ nói như thế nào các bạn nhỉ? Ok, chúng ta sẽ có, đó là mình sẽ có many people. Đó, mình sẽ nói là many people lost their jobs because of the pandemic. Đó, rất nhiều người đã thất nghiệp bởi vì đại dịch. Ok, vậy thì các bạn nhìn giúp cô vào ví dụ cô đang có ở đây. Mình sẽ có 3 từ, đó là people, job và the pandemic. Đó, nó là từ loại gì các bạn nhỉ? Mình sẽ có đây là danh từ, tính từ hay là động từ đây nhỉ? Ok, mình sẽ có đây là một danh từ. Ok, và danh từ cũng sẽ chính là chủ đề của bài học ngày hôm nay. Đó, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với cô về danh từ, về vị trí của danh từ ở trong câu, cách để mình nhận ra đấy là danh từ và phân loại các cái danh từ ở trong tiếng Anh các bạn nhé. Ok, rồi, mình sẽ có Unit 5, mình sẽ tìm hiểu về nouns, ok, danh từ. Rồi, bây giờ các bạn sẽ xét lại giúp cô cái ví dụ lúc nãy mình vừa có. Đó, mình sẽ có, mình xét cái vế đầu tiên các bạn nhé, đó là many people lost their job. Thì ở đây mình có chủ ngữ là gì các bạn nhỉ? Yeah, ok, mình sẽ có many people đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu và nó sẽ là một danh từ chính xác. Vậy thì cái ý đầu tiên liên quan đến danh từ, cô cần các bạn nhớ đó là danh từ nó sẽ đứng đầu câu và làm chủ ngữ ở trong câu các bạn nhé. Ok, mình sẽ có many people là chủ ngữ, lost của cô sẽ đóng vai trò làm động từ. Ok, và cuối cùng cô có their job ở đây đóng vai trò làm gì trong câu các bạn nhỉ? Chính xác rồi, đây sẽ là một tân ngữ. Đó, đây sẽ là một tân ngữ. Vậy thì các bạn sẽ thấy là ở đây mình sẽ có chủ ngữ và tân ngữ của câu đều là một danh từ các bạn nhé. Ok, rồi. Vậy thì mình sẽ có cho cô, bây giờ các bạn xét kỹ hơn cho cô này. Ngoài đóng vai trò làm chủ ngữ và tân ngữ trong câu thì danh từ nó còn đi ở những cái vị trí nào nữa? Thì các bạn sẽ xét kỹ hơn cho cô về chủ ngữ câu này, đó là many people. Thì ở đây cô sẽ có lớp mình cái từ people là danh từ thôi. Thì còn many lớp mình nó không phải là danh từ đâu. Và cô sẽ gọi đây là một cái lượng từ các bạn nhé, một cái lượng từ. Đó, many gì kêu là nhiều, nó là lượng từ lớp mình nhé. Đó, và đằng sau nó sẽ, đằng sau lượng từ với lớp mình, lúc nào các bạn cũng sẽ phải cộng cho cô một cái danh từ lớp mình nhé, một cái danh từ. Ok, vậy thì bây giờ lượng từ, ngoài từ many, mình còn những cái từ nào nữa? Thì các bạn nốt lại giúp cô này. Đầu tiên mình sẽ có này, nhiều với lớp mình, ngoài many thì mình sẽ có từ much, cũng dịch kêu là nhiều này. Đó, tiếp theo mình sẽ có một vài. Một vài thì các bạn cho cô từ some hoặc là several. Đó, bây giờ cô muốn nói là bất cứ, ví dụ bất cứ ai hay là bất cứ cái gì thì các bạn sẽ dùng cho cô từ any. Very good. Ok, next one cô có cho mình từ, đó là từ no, dịch cho là không. Đó, ví dụ mình nói là tôi không có tiền, I have no money. Đó, tôi không có thời gian, I have no time. Ok, mình sẽ có no, dịch cho là không nhé, đằng sau cộng cho cô một danh từ. Tiếp theo mình sẽ có cô từ, đó là từ every. Cái từ này thì chắc là mình biết rồi đúng không, dịch cho cô là mọi. Đó, everyone, mọi người, everything, mọi thứ. Đó, next one cô sẽ có cho các bạn từ, đó là each. Đó, khác với từ every là mọi thì từ each là mình sẽ dùng vào mỗi. Đó, mỗi các bạn nhé. Ok, each person, mỗi người. Next one cô sẽ có cho các bạn từ all, tức là tất cả. Đó, tất cả. Ví dụ all the time, mọi lúc. Đó, hoặc là all the people, mọi người. Ok, next one mình sẽ có cô, đó là từ a few và a little, dịch là một chút. Đó, dịch là một chút nhá. Thì đây là một số những cái lượng từ ở trong tiếng Anh. Các bạn nhớ giúp cô là đằng sau lượng từ luôn luôn, luôn luôn cô cần một cái danh từ các bạn nhá. Ok, rồi, tiếp theo nên mình sẽ có cô, các bạn xét kỹ hơn cho cô về cái tân ngữ của câu vừa rồi, đó là their job. Thì ở đây cô có từ job là danh từ rồi, nhưng cái từ their ấy các bạn, từ they ở đây dịch cho cô là của họ. Đó, cô gọi đây là một cái tính từ sở hữu các bạn nhé. Với cái phần này thì các bạn sẽ xem kỹ hơn cho cô về video cô nói về phần đại từ. Đó, thì sẽ nói rất là kỹ về phần tính từ sở hữu các bạn nhé. Thì tính từ sở hữu này nó có một cái đặc điểm là nó sẽ không đi một mình, mà đằng sau nó sẽ cần từng loại gì đấy các bạn nhỉ? Yeah, ok, sẽ cần một cái danh từ đi ở đằng sau.
Đó, tính từ sở hữu ở trong tiếng Anh ngoài từ there ra thì mình sẽ có những cái từ khác, các bạn ghi lại giúp cô này. Đầu tiên mình sẽ có của tôi. Đó, my, đúng không nào? Next one, của các bạn sẽ là your. Và của chúng ta cũng có từ our, đúng không? Next one, của họ mình sẽ có their. Của anh ấy mình có từ his. Của cô ấy her và của nó sẽ là từ is thêm thêm s các bạn nhé. Đó, đây là các cái tính từ sở hữu ở trong tiếng Anh. Đằng sau nó luôn luôn cô cần một cái danh từ. Và ở đây mình sẽ có their job lúc nãy á, người ta sẽ gọi đây là một cụm danh từ các bạn nhé. Một cụm danh từ giúp cô. Ok, rồi và vẫn là cái ví dụ đấy. À, thì các bạn để ý là cô đằng trước cái từ the pandemic, cô có từ of. Người ta gọi đây là từ loại gì các bạn nhỉ? Yeah, chính xác. Ở đây cô sẽ có từ of, đó là một giới từ các bạn nhé. Đằng sau giới từ thì các bạn lưu ý giúp cô là nó sẽ có một danh từ. Đó, nó sẽ có một danh từ. Hoặc các bạn có thể dùng đằng sau giới từ là một verb in cho cô cũng được các bạn nhé. Ok, rồi, vậy thì giới từ trong tiếng Anh ngoài cái từ of ra thì chúng ta sẽ còn những từ nào nữa? Các bạn cùng liệt kê lại giúp cô nhé. Đầu tiên mình sẽ có những cái giới từ như là in, on và at. Đó, in, on, at. Ngoài ra thì các bạn sẽ có cho cô giới từ of, your, của. Đó, your, của. Hoặc là mình có thể dịch trong một số trường hợp, mình có thể dịch cho cô là trong số cũng được các bạn nhé. Next one mình sẽ có giới từ for, your, cho. Ví dụ for you, dành cho bạn. Đó, next one mình sẽ có giới từ from, ví dụ I am from Vietnam, đúng không? Tôi đến từ Việt Nam, ok? Rồi, next one mình sẽ có giới từ to, dịch cho cô là tới, ví dụ go to school, go to work, đúng không nào? Ok, next one mình sẽ có đi làm bằng phương tiện gì? Đó, các bạn sẽ có cho cô giới từ by, ví dụ by bus, by car, đúng không nào? Ok, next one chúng ta sẽ có giới từ with, dịch cho cô là với các bạn nhé. Ok, và cuối cùng mình sẽ có cho cô giới từ about là về. Được chưa? About là về. Ok, rồi đây là một số những cái giới từ cơ bản ở trong tiếng Anh. Ngoài ra thì cô sẽ tặng các bạn một số những cái giới từ. Đó, một số những cái giới từ mà cô thấy là ở trong đề thi châu Ích nó cũng sẽ xuất hiện và các bạn hay nhầm. Đó, thì đầu tiên các bạn nhá, mình sẽ có cho cô từ, đó là từ during. Đó, từ during gì cô ở trong suốt. Các bạn đừng nhầm đây là liên từ nhá. Đây là giới từ các bạn nhá, đằng sau cộng cho cô một danh từ. Đó, during, trong suốt. Ngoài ra các bạn sẽ có cho cô từ regarding. Đó, regarding. Nó cũng là giới từ và dịch cho cô là về. Cái từ này thì nhìn thì mình thấy nó giống một verb in đúng không nào? Nhưng mà từ này thực ra nó là giới từ các bạn nhé. Đó, rất hay gặp trong part 6 của đề thi châu Ích. Đó, next one mình sẽ có giới từ đó là prior to. Prior to. Các bạn sẽ dịch cho cô giới từ này mà nghĩ là trước. Đó, prior to, trước. Next one, cô sẽ có cho các bạn từ as. Từ as mà đằng sau cộng cho cô một danh từ thì lúc này nó là giới từ và dịch cho cô là như là, với vai trò là. Đó, as your teacher, với vai trò là giáo viên của các bạn. Đó. Next one, mình sẽ có cô giới từ đó là among, dịch là trong số. Đó, trong số. Ok. Next one, mình sẽ có giới từ throughout. Throughout thì các bạn có thể dịch là trong suốt hoặc là xuyên suốt các bạn nhé. Trong suốt hoặc xuyên suốt hoặc là khắp. Đó, throughout. Ok. Next one, mình sẽ có cho cô giới từ within. Within dịch cho là trong vòng. Đó, trong vòng. Ok. Và cuối cùng, mình sẽ có cho cô giới từ đó là without. Without dịch cho cô là không có các bạn nhé. Không có. Thì đấy là một số những cái giới từ mà mình sẽ rất hay gặp ở trong đề thi châu Ích. Và các bạn nhớ cho cô giới từ đằng sau nó cộng với danh từ hoặc là verb in các bạn nhá. Ok, rồi, đấy là ý tiếp theo cô cần các bạn nhớ này. Next one, cô bảo các bạn này, sau này khi mà chúng ta kết hôn ý thì đâu mới là một người chồng mà chúng ta thấy là thu hút hơn? Đó, một anh chàng đẹp trai hay là một người chồng mà biết làm việc nhà đấy các bạn nhá. Ok, trong mắt em thì đâu sẽ là cái người chồng mà các bạn thấy thu hút hơn đấy? Ok, rồi cô đoán thì sẽ là bức tranh số 2 đúng không? Là một người chồng biết làm việc nhà đúng không nào? Ok, khi mà mình kết hôn rồi thì mình quan trọng là chồng mình phải biết làm việc nhà, phụ mình đúng không nào? Ok, còn đẹp trai thì có thì tốt, mà không có thì cũng không sao đúng không? Ok, rồi bây giờ mình sẽ có là một người chồng thu hút đấy là mình. Đó, thì cô sẽ có cho các bạn đó là an attractive husband, đúng không? Thì ở đây cô có từ husband, một người chồng. Thì đây là từ loại gì các bạn nhỉ? Chính xác, cô sẽ có đây là một cái danh từ. Và ở đây cô có từ attractive. Đó, attractive nó bổ nghĩa cho cái từ husband, một người chồng thu hút. Đó, thì cái từ này cô có đây là tính từ các bạn nhé. Đây là tính từ. Và unattractive husband cô gọi đây là một cái cụm danh từ. Một cái cụm danh từ có cấu tạo đó là tính từ cộng với một cái danh từ gì đằng sau. Đó, thì ở đây mình sẽ có cái tính từ cho vào đây để bổ nghĩa cho cái danh từ husband ở đằng sau các bạn nhé. Đó, vậy thì
sau này nếu như mà lớp mình thấy cái dấu 3.3 chấm nó đặt ở đây, ví dụ mình thấy có unattractive 3.3 chấm, thì các bạn nhớ giúp cô điền vào đây sẽ là một cái danh từ các bạn nhá, một cái danh từ giúp cô. Ok, rồi ý tiếp theo lớp mình sẽ có đó là tính từ cộng với danh từ, sẽ có một cụm danh từ các bạn nhá. Ok, rồi tiếp theo này cô bảo với các bạn, dạo gần đây thì chúng ta có một cái MV đó rất là gây tranh cãi, thì các bạn có đoán ra đấy là MV của ai không nhỉ? Ok, đúng rồi, đó là MV của Sơn Tùng đúng không nào? Vậy thì bây giờ cô muốn nói đó là MV của Sơn Tùng. Thì câu này cô sẽ có đó là Sơn Tùng's MV, right? Ok, vậy thì các bạn để ý giúp cô vào cái cụm này. Ở đây cô có MV là danh từ rồi, đúng không nào? Đó, MV là danh từ, vậy thì cái phẩy S ở đây nó gọi là gì các bạn nhỉ? Yeah, ok, mình sẽ có đây là sở hữu cách các bạn nhé. Đây là sở hữu cách. Rồi, vậy thì đằng sau sở hữu cách các bạn nhớ giúp cô, nó sẽ là một danh từ hoặc là một cụm danh từ các bạn nhé. Một cụm danh từ giúp cô. Ok, rồi, đó là toàn bộ vị trí của danh từ ở trong câu. Bây giờ các bạn sẽ cùng với cô tổng hợp lại các bạn nhé. Đó, mình sẽ cùng tổng hợp lại vị trí của danh từ ở trong câu. Thì đầu tiên nhé các bạn, danh từ nó sẽ đứng đầu câu, đó làm chủ ngữ, hoặc là nó đứng cuối câu làm tân ngữ trong câu các bạn nhé. Đó, mình có thể danh từ sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc là danh tân ngữ trong câu. Ngoài ra thì danh từ sẽ đi với các cái lượng từ các bạn nhé, những cái từ chỉ số lượng. Đó, next one, mình sẽ có danh từ đi với other, đi với các cái tính từ sở hữu. Đó, đi với tính từ sở hữu. Vị trí thứ tư mà các bạn sẽ bắt gặp danh từ, đó là nó đi với rời từ các bạn nhé. Đi với rời từ. Tiếp theo nó sẽ đi với tính từ. Đó, danh từ sẽ đi với một cái tính từ. Và cuối cùng, danh từ sẽ đi với sở hữu cách giúp cô lên mình nhé. Đó, ok. Đấy là 6 vị trí mà các bạn sẽ bắt gặp tính từ, à sorry, danh từ đứng ở trong câu. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ làm như thế nào để mình nhận ra đấy là danh từ trong trường hợp mà các bạn không biết nghĩa? Thì lúc này các bạn sẽ nhìn giúp cô vào cái phần đuôi của cái từ đấy. Đó, phần đuôi của cái từ đấy. Vậy thì danh từ là những từ mà thường nó mang đuôi gì? Bây giờ các bạn sẽ cùng với cô tìm hiểu nhé. Ok, đầu tiên mình sẽ có cái từ thông tin đi các bạn. Đúng không? Chúng ta có từ thông tin, information, đúng không? Ok, duition các bạn nhé, là đuôi của danh từ. Rất tiêu biểu cho danh từ các bạn nhé. Ok, next one mình sẽ có cho cô moment. Trong cái cụm at the moment đúng không nào? Thì mình sẽ thấy từ này đuôi gì đấy các bạn nhỉ? Yeah, ok, chính xác, đuôi mình các bạn nhé. Ok, next one, mình sẽ có cô từ happiness, đúng không? Sự hạnh phúc. Đó, đuôi gì đấy các bạn nhỉ? Yeah, cô có đuôi doness, đúng không? Doness, đuôi của danh từ các bạn nhé. Ok, next one, mình sẽ có cô tặng các bạn từ conference. Đây là một từ rất rất tiêu biểu ở trong đề thi TOEIC. Các bạn dịch cho cô từ này mang nghĩa là hội thảo. Đó, conference. Ok, đuôi gì đấy các bạn nhỉ? Yeah, chính xác, mình sẽ có đuôi ends cho mình nhá. Đuôi ends là đuôi của danh từ các bạn nhé. Ok, next one, chưa hết. Danh từ mình sẽ có những cái đuôi khác. Ví dụ cô lấy cho các bạn, ở đây mình sẽ có từ beauty, đúng không? Tính từ là beautiful nhưng danh từ của nó vẻ đẹp, beauty. Đuôi th các bạn nhá, đuôi th. Đó, ok, và muốn đẹp được thì chúng ta phải có sức khỏe đúng không nào? Mình sẽ có từ sức khỏe, cô có từ health. Ok, đuôi th các bạn nhá. Đuôi TH cũng là đuôi của danh từ. Next one, mình sẽ có cô lấy ví dụ cho các bạn từ emphasis. Đó, các bạn ghi giúp cô từ này mà nghĩa là sự nhấn mạnh. Sự nhấn mạnh, sự tập trung. Đó, và các bạn sẽ thấy nó có đuôi SES. Đuôi SES cũng là đuôi của danh từ các bạn nha. Đuôi SES cũng là đuôi của danh từ. Ok, next one, bây giờ cô có từ tương lai. Đó, mình cho cô từ future, đúng không nào? Đuôi URE. Đó, đuôi URE cũng là đuôi của danh từ các bạn nhé. Ok, rồi, vậy thì trên đó là cô đã nói với các bạn về những cái đuôi của danh từ mà mình thường gặp. Ok, rồi, bây giờ các bạn sẽ cùng với cô đi luyện tập cái phần này các bạn nhé. Các bạn nhìn giúp cô vào câu đầu tiên. Đó, các bạn thấy 4 đáp án giống nhá, và nó khác nhau mỗi cái phần đuôi thôi. Thì cái câu hỏi này người ta gọi đây là câu hỏi về vị trí từ loại. Đề bài yêu cầu các bạn xác định giúp cô là điền vào dấu 3.3 chấm là danh từ, là tính từ, là trạng từ hay là động từ. Đó, thế để làm được những cái câu hỏi như thế này thì cái bước đầu tiên các bạn nhé, là các bạn xét cho cô đằng trước và đằng sau dấu 3.3 chấm. Các bạn sẽ ưu tiên xét đằng sau trước. Đó, nhưng mà nếu như mà đằng sau nó là một giới từ hoặc nó là một cái liên từ thì lúc này các bạn sẽ bỏ qua, các bạn không xét nữa, các bạn chỉ xét đằng trước thôi.